Đề nghị xử lý hình sự người dân cái tội bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước vậy hả? Quỷ cái nào bước ra đây cho dân tụi tao giả phò mũ mày cái coi. Mày nghĩ sao mà dân nói ra thói hư tật xấu của lãnh đạo đảng và nhà nước kết cho người ta cái tội là bôi nhọ, bôi cái đầu cha tụi bay đó, đồ ngu. Cái tội đó ta kêu là phải bằng kết tội là cái tội mà tiết lộ bí mật quốc gia, nhớ không? Ê Nguyễn Thị Xuân, nói nghe à, cưng bị vậy lâu chưa vậy đứa gái? Trời, tao nói hả, bệnh hoạn thì ở nhà nghỉ ngơi nha không? Tao nói cái đảng quần què này nó nhiều đứa bị ngáo đá lắm rồi, nó không cần thêm cưng nữa đâu nha không? Chỗ chị em phụ nữ, chị nói cho Xuân nghe. Trời ơi Xuân ơi, Xuân á, cưng thân là đại tá, kim luôn đại biểu hen. Mà cưng tao nói đại diện cho tiếng nói của người dân, cưng ở đại hội mà cưng phát biểu đại ngu. Cái kiểu này là chị nói là cưng muốn làm đại bàng mà cưng cái đại quạ rồi. Này hồi xưa cưng không học đại học rồi. Mẹ tao nói đúng là cái miệng quan trôn trẻ, cái quần què gì tao bay cũng nói được hết trơn hết trọi á. Tao bay biết trôn trẻ là cái gì không hả? Là lỗ đít mấy đứa con nít á, biết không? Cái miệng của lãnh đạo tụi bay y như lỗ đít mấy đứa con nít vậy đó. Phải nói vạch tẹt ra như vậy thì tụi bay mới hiểu. Chứ tao nói mà cái bằng văn chương là tụi bay không có hiểu, nghe không? Tụi bay á, quên cái thân phận đầy tớ nhân dân của tụi bay rồi hả? Hả? Tức là tụi bay đi làm mướn, đi làm mọi cho dân tụi tao. Dân tụi tao mới là chủ đất nước nè, nghe không? Mẹ đầy tớ mà sao mất dạy dữ vậy? Hở chút là hâm. Cái thứ đầy tớ mà vô dụng như tụi bay á, đách thấy làm được cái tích sự quần què gì cho dân cho nước. Năm nào cũng khai thất thoát chỗ này lỗ mấy chục ngàn tỷ, chỗ kia lỗ lẻ vài trăm ngàn tỷ. Mẹ tụi bay, tiền tỷ mà tụi bay làm như lá mùa thu rụng vậy hả tụi bay? Tiền đó đâu ra? Tiền thuế của dân tụi tao cho đâu ra hả? Tiền từ tiền sữa, tiền tả của con cái tụi tao táp cho đầy mấy cái mỏm quan tham của tụi bay đó, biết không? Mẹ, cái thứ đầy tớ của tụi bay là cái thứ đầy tớ mất dạy, hở chút là gây sự đánh đập ông chủ bà chủ đủ kiểu, lôi chủ về đồn công an, nhốt chủ, cắt cổ giết chủ. Mẹ, cái thứ đầy tớ như vậy mà không được nói hả? Hả? Mẹ đúng rồi, cái thứ đầy tớ vậy á, nói là cái con mẹ gì, diệt hết tụi bay, đừng cho để cho tụi bay đẻ trứng, nha không? Mẹ, cái thứ đầy tớ, tụi bay là cái thứ đầy tớ chó má. Tụi bay du không làm nhục chủ, tụi bay đủ kiểu hết trơn cái trọi á. Tụi bay thất thoát tiền công, tụi bay làm dở nợ ngân khố quốc gia, thì tụi bay xin rút kinh nghiệm. Ủa, chứ kinh nghiệm là cái sợi dây quần què gì mà tụi bay rút hoài, đéo thấy hết vậy tụi bay. Mẹ tụi bay, nãy giờ tao nói hao nước miếng quá, cuối cùng tụi bay rút ra được vấn đề không vậy tụi bay? Có nghĩa là tụi bay á, mấy thằng mấy con lãnh đạo á, tụi bay phải biết thân biết phận của tụi bay. Tụi bay phải biết dòm lại cái thân phận đầy tớ, cái thân phận làm mồi của tụi bay, đặng tụi bay biết cách ăn ở cho phải lẽ. Chứ lại chủ nhân của tụi bay là ai? Là dân tụi tao. Đừng hở chút là dên giáo như ta đây là phường vua chúa, còn dân tụi tao là con chó gậy á, nghe không? Mẹ tán cái cho xéo hán á, nghe không? Nhìn ra ngoài thế giới văn minh loài người đi kìa mấy con lừa. Ở bên Mỹ, bên Tây hay bất cứ một cái quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới, có cái lợt quần què nào kêu là cái thế, cái lợt mà kết tội hình sự người dân bôi nhọ lãnh đạo không vậy tụi bay? Dòm đâu xa, ngó qua bên Hàn Quốc kìa,
Tổng thống người ta làm sai, người ta vẫn bị ở tù, vẫn bị đem ra xét xử như thường. Liếc của bên Thái Lan kìa, thấy không? Láng giềng kìa, thủ tướng người ta làm sai, người ta bị cách chức, tịch thu tài sản, còn phải nộp phạt cả tỷ đô la nữa. Mẹ chứ còn tụi bay, cái đám lãnh đạo đời ơi bên xứ mình á, ta thấy tụi bay không có giống cái con giáp nào trong 12 con giáp hết trơn hết trọi. Cái mặt thì như cái đáy quần que, mà hở chút là sợ bị bôi nhọ. Mẹ danh dự uy tín của tụi bay đéo có. Tụi bay có phải là con người đâu mà tụi bay có danh dự, có uy tín mà tụi bay sợ bị bôi nhọ, bị ảnh hưởng. Mã cha tụi bay, họp đại biểu cái lòng gì vậy hả? Mỗi ngày vô họp đại biểu là tốn cả tỷ bạc tiền thuế của người dân tụi tao. Mẹ trong khi vô trong đó lớp thì ngủ như mấy con heo vậy đó ha, lớp thì mộng du, phát biểu y như là cái quần áo đá vậy đó. Tụi bay làm sai, tụi bay hút trong xương trong tủy của người dân thì tụi bay phải chấp nhận bị chửi. Cái đó ta nói kêu bằng là góp ý á, biết không hả? Góp ý đặng mà còn sửa đổi. Chứ còn cái thứ mà vừa ngu mà vừa bảo thủ như tụi bay á thì bao giờ mới tiến bộ được. Mẹ quẩn rảnh hán quá, ra luật mới đặng bịt miệng dân tụi tao hả? Tụi bay có ngon thì bỏ tù hết cả dân tộc này đi, nghe chưa? Cái thứ lãnh đạo như tụi bay á, mẹ chỉ biết lãnh lương mà tụi bay lãnh cảm với hiện trạng của đất nước. Tụi bay đéo có bảo vệ được lãnh thổ thì tụi bay xứng đáng bị đài vô lãnh cung, nghe chưa? Tụi bay có biết cái đít nồi không tụi bay? Trời ơi, ta nói nó đen thùi lùi, mà ta nói nó đen chỉ bằng mà không có cái gì mà đen hơn nữa trơn á. Cái uy tín, cái danh dự của tụi bay giống y như cái đít nồi vậy đó hen. Nó đen cỡ đó đó thì ai quởn mà đi bôi tụi bay thêm chỉ cho nó mệt vậy. Mà ta nói thiệt cho tụi bay biết nha, không cần tới lượt dân tụi tao bôi nhọ tụi bay đâu, mà chính tụi bay, những thằng đồng chí, những con đồng rận của tụi bay đã tự bôi những cái thứ khác lên trên mặt của nhau rồi. Chính là tụi bay bôi cho trét cức lên mặt của nhau đó. Tụi bay biết chưa? Mấy con lừa. Ta nói công nhận báo chí thời sản nó mất dạy thiệt á. Cái quần què gì xấu là Sài Gòn, còn hễ cái gì tốt là Hồ Chí Minh à. Từ xì ke, ma túy, ăn cắp, ăn trộm, giật dập, hãm, hiếp cho tới bây giờ mưa gió lũ lụt cũng Sài Gòn. Ủa, tôi nhớ Sài Gòn thất thủ 41 năm trước rồi mà tụi bay. Sao cứ hài tên Sài Gòn ra đặng đấu tố hoài vậy? Mà hồi xưa Sài Gòn đẹp đẽ văn minh, Sài Gòn là hòn ngọc diễn đông, vài trận mưa gió ngang qua có xi nhê gì đâu, chứ đâu có phải như Hồ Chí Minh qua tao bác bây giờ. Làm báo mà có tâm á, bây giờ tựa đề dày nghe nó mới sóc hàng đây nè. Hồ Chí Minh thất thủ sau cơn mưa, ngừ Hồ Chí Minh sắn quần lội trong cơn mưa ngập tới háng, ngừ Hồ Chí Minh lội mưa té dập dái. Trời ơi, vậy nó vừa trung thực mà nó vừa sóc hàng. Mà ta nói công nhận mấy ông lãnh đạo Việt Nam xứ mình đó nghe. Trời ơi, ta nói đỉnh cao trí tuệ hết sức vậy đó. Thiết kế cầu cống là ta nói không có đụng hàng với bất cứ một chỗ nào trên thế giới trời á. Cái đời mưa gió lũ lụt mà chỗ nào ngập thì ngập, chỗ nào nước tràn thì tràn, nhưng mà cái cống thì không. Mụ nồi nó xây cống mà nó làm giống như nó xây bàn thờ nhà ông bà nó vậy đó. Nó xây trên cao. Trời ơi, tụi bay xây cống mà tụi bay xây trên cao, làm sao nước nó tràn vô nó thoát ra ngoài được. Cách làm sao mà nó không ngập không lộn. Hình như chốn thiên đường xã hội chủ nghĩa nó phải khác chốn phàm trần hay sao. Bởi vậy lãnh đạo Việt Nam này riết là toàn là người của trên không hà. Phải cảm ơn chứ, nhờ ơn đảng và chính phủ mà ngày nay dân chúng em mới được gần với thiên nhiên như bây giờ. Cảm ơn đảng và chính phủ, nhờ ơn đảng và chính phủ mà dân Hồ Chí Minh bây giờ đéo cần phải ra Nha Trang, Vũng Tàu mới được tắm biển. Chỉ cần một cơn mưa ngang qua thôi là tự động, trời ơi ta nói nước bao la nó ngập trắng bờ vậy đó. Ngồi chùm hổm vậy đó, ngó xung quanh rồi bắt đầu bơi trường, bơi ngửa, bơi sải, bơi chó, đủ kiểu, kiểu nào cũng được trơn. Mà ngồi chùm hổm cái tướng đó mà được ngó tượng đài ngàn tỷ cho quên khổ là ta nói hết sảy con bà bảy luôn. Nó nghe là chính phủ, không ấy á, mới mốt như chính phủ bỏ mẹ nó, cho dân tụi em cái khoản mà đóng phí bảo trì đường bộ đi hen. Chứ đóng phí bảo trì đường bộ làm cái con mẹ gì, trong khi mưa gió tới, dân toàn phải bơi lội trong đường thủy chết mẹ luôn hà. Vậy đó, vậy là sau 41 năm kể từ ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng và nhà nước ta, kẻ thù nào cũng chiến thắng, khó khăn nào cũng vượt qua. Từ một Sài Gòn hòn ngọc diễn đông từng được Lý Quang Diệu mơ ước và ca ngợi ngày nào, nay đã chính thức trở thành một Hồ Chí Minh thất thủ. Đội ơn đảng và nhà nước. Gửi tặng cho những cấp lãnh đạo cộng sản Việt Nam.
không biết các bạn đang đi buôn cái gì, nhưng tôi xin hát tặng các bạn bài này. Sau đây là bài hát Chúng đi buôn của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Chúng đi buôn, buôn cướp, buôn quyền. Chúng đi buôn cho nước đào điên. Chúng đi buôn, buôn lưới, buôn non. Buôn tuổi hơn, buôn cả giang sơn. Chúng đi buôn, buôn sắc, buôn sầu. Chúng đi buôn nước mắt, lòng đau. Dòm đâu xa, ngó qua bên Hàn Quốc kìa. Tổng thống người ta làm sai, người ta vẫn bị ở tù, vẫn bị đem ra xét xử như thường. Liếc qua bên Thái Lan kìa, thấy không? Láng giềng kìa, thủ tướng người ta làm sai, người ta bị cách chức,
tịch thu tài sản, còn phải nộp phạt cả tỷ đô la nữa. Mẹ chứ còn tụi bay cái đám lãnh đạo đời ơi bên xứ mình á, tao thấy tụi bay không có giống cái con giáp nào trong 12 con giáp hết trơn á trời. Cái mặt thì như cái đáy quần que, mà hở chút là sợ bị bôi nhọ. Mẹ danh dự uy tín của tụi bay đéo có, tụi bay có phải là con người đâu mà tụi bay có danh dự, có uy tín mà tụi bay sợ bị bôi nhọ, bị ảnh hưởng. Mã cha tụi bay họp đại biểu cái lòng gì vậy hả? Mỗi ngày vô họp đại biểu là tốn cả tỷ bạc tiền thuế của người dân tụi tao. Mẹ trong khi vô trong đó lớp thì ngủ như mấy con heo vậy đó ha, lớp thì mộng du phát biểu y như là cái quân áo đá vậy đó. Tụi bay làm sai, tụi bay hút trong xương trong tủy của người dân thì tụi bay phải chấp nhận bị chửi. Cái đó tao nói kêu bằng là góp ý á, biết không hả? Quỷ cái nào đề nghị xử lý hình sự người dân cái tội bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước vậy hả? Quỷ cái nào bước ra đây cho dân tụi tao giả phò mũ mày cái coi. Mẹ nghĩ sao mà dân nói ra thói hư tật xấu của lãnh đạo đảng và nhà nước kết cho người ta cái tội là bôi nhọ, bôi cái đầu cha tụi bay đó, đồ ngu. Cái tội đó ta kêu là phải bằng kết tội là cái tội mà tiết lộ bí mật quốc gia, nhớ không? Ê Nguyễn Thị Xuân, nói nghe, cưng bị vậy lâu chưa vậy đứa gái? Trời, ta nói hả, bệnh hoạn thì ở nhà nghỉ ngơi nha không? Ta nói cái đảng quần què này nó nhiều đứa bị ngáo đá lắm rồi, nó không cần thêm cưng nữa đâu nha không? Chỗ chị em phụ nữ chị nói cho Xuân nghe. Trời ơi Xuân ơi, Xuân á, cưng thân là đại tá, kim luôn đại biểu hen. Mà cưng ta nói đại diện cho tiếng nói của người dân, cưng ở đại hội mà cưng phát biểu đại ngu. Cái kiểu này là chị nói là cưng muốn làm đại bàng mà cưng gây đại họa rồi. Cái này hồi xưa cưng không học đại học rồi. Mẹ tao nói đúng là cái miệng quan trôn trẻ, cái quần què gì tao bay cũng nói được hết trơn hết trọi á. Tao bay biết trôn trẻ là cái gì không hả? Là lỗ đích mấy đứa con nít á, biết không? Cái miệng của lãnh đạo tụi bay y như lỗ đích mấy đứa con nít vậy đó. Phải nói vạch tẹt ra như vậy thì tụi bay mới hiểu. Chứ tao nói mà cái bằng văn chương là tụi bay không có hiểu, nghe không? Tụi bay á, quên cái thân phận đầy tớ nhân dân của tụi bay rồi hả? Hả? Tức là tụi bay đi làm mướn, đi làm mọi cho dân tụi tao. Dân tụi tao mới là chủ đất nước nè, nghe không? Mẹ đầy tớ mà sao mất dạy dữ vậy? Hở chút là hâm. Cái thứ đầy tớ mà vô dụng như tụi bay á, đách thấy làm được cái tích sự quần què gì cho dân cho nước. Năm nào cũng khai thất thoát chỗ này lỗ mấy chục ngàn tỷ, chỗ kia lỗ lẻ vài trăm ngàn tỷ. Mẹ tụi bay, tiền tỷ mà tụi bay làm như lá mùa thu rụng vậy hả tụi bay? Tiền đó đâu ra? Tiền thuế của dân tụi tao chứ đâu ra hả? Tiền từ tiền sữa, tiền tả của con cái tụi tao táp cho đầy mấy cái mỏm quan tham của tụi bay đó, biết không? Mẹ, cái thứ đầy tớ của tụi bay là cái thứ đầy tớ mất dạy, hở chút là gây sự đánh đập ông chủ bà chủ đủ kiểu, lôi chủ về đồn công an, nhốt chủ, cắt cổ giết chủ. Mẹ, cái thứ đầy tớ như vậy mà không được nói hả? Hả? Mẹ đúng rồi, cái thứ đầy tớ vậy á, nói là cái con mẹ gì, diệt hết tụi bay, đừng cho tụi bay đẻ trứng, nha không? Mẹ, cái thứ đầy tớ tụi bay là cái thứ đầy tớ chó má. Tụi bay du không làm nhục chủ tụi bay đủ kiểu hết trơn hết trọi á. Tụi bay thất thoát tiền công, tụi bay làm dở nợ ngân khố quốc gia thì tụi bay xin rút kinh nghiệm. Ủa, chứ kinh nghiệm là cái sợi dây quần què gì mà tụi bay rút hoài đéo thấy hết vậy tụi bay? Mẹ tụi bay, nãy giờ tao nói hao nước miếng quá, cuối cùng tụi bay rút ra được vấn đề không vậy tụi bay? Có nghĩa là tụi bay á, mấy thằng mấy con lãnh đạo á, tụi bay phải biết thân biết phận của tụi bay phải biết dòm lại cái thân phận đầy tớ, cái thân phận làm mồi của tụi bay, đặng tụi bay biết cách ăn ở cho phải lẽ. Chứ lại chủ nhân của tụi bay là ai? Là dân tụi tao. Đừng hở chút là dên giáo như ta đây là phường vua chúa, còn dân tụi tao là con chó gậy á, nghe không? Mẹ tán cái cho xéo hán á, nghe không? Nhìn ra ngoài thế giới văn minh loài người đi kìa mấy con lừa. Ở bên Mỹ, bên Tây hay bất cứ một cái quốc gia văn minh tiến bộ trên thế giới, có cái lợt quần què nào kêu là cái thế, cái lợt mà kết tội hình sự người dân bôi nhọ lãnh đạo? Chúng mê buồn buồn cướp buồn quyền, chúng đi buồn cho nước đạo điên. Chúng đi buồn buồn lưới buồn non, buồn tuổi hơn buồn cả giang sơn. Chúng đi buồn buồn sắc buồn sầu, chúng đi buồn nước mắt.
buôn cả thâm sâu. Buôn cả thâm sâu. Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ. Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ. Chúng đi buôn đi cống đơn sơ. Cho đời can các khổ cam go. Cho đời can các khổ cam go. Rồi còn mãi em lên non cao. Cho về xa núi dân ngập sầu. Những thành phố trên đường.